chim nhỏ cứ gọi lên ba ba, thương ba lắm phải không? Sao mỗi lần nhìn thấy con lao đến ôm chặt, để ba còn cả ngày. Con gái nhỏ của ba, ba thương con biết mấy, hay cứ mãi cười cười để cả nhà đều Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 2021, chúng ta tiếp tục học tập đạo làm con, hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo. Những đức thấy tất cả các cháu vào trong chùa ở, các cháu học được rất là nhiều việc hữu ích để sau này cuộc đời các cháu có thể áp dụng trong cái cuộc sống, trong mọi lúc mọi nơi. Cái trách nhiệm của người cha người mẹ là dạy con của mình đạo đức đối nhân xử thế. Việc này là việc vô cùng quan trọng, quý vị phải nhớ. Dù là tiền của mình có để lại cho con rất nhiều, nhưng nếu không dạy đạo đức làm người thì việc này thiếu sót quá quý vị ạ. Thế giới này nhiều kiếp nạn xảy ra, chúng ta có biết vì sao hay không? Vì do lòng người mà tạo ra đó. Nếu như con người được giáo dục tốt, sống thiện tâm,
thì thế giới này sẽ không có kiếp nạn nhiều như vậy đâu quý vị. Từ nơi đó, mỗi một đứa con ra đời, chỗ quan trọng là người làm cha làm mẹ gầy dựng cho con của mình một nền giáo dục đạo đức nhân cách làm người. Dù là cháu không được giàu sang, nhưng cuộc đời của cháu sống sẽ có ý nghĩa. Nên tất cả các cháu nhỏ, các con phải nhớ rằng cái nhân cách đạo đức làm người gầy dựng từ ngay chỗ đạo hiếu. Tại vì mỗi một người chúng ta có được cái thân này đều là nhờ từ công ơn của cha mẹ sinh thành và nuôi mình khôn lớn. Các con còn nhỏ, từ một bộ đồ, đôi dép, cái cặp, cuốn sách, cuốn tập, cây viết, tất cả cuộc sống của các con đều nhờ công ơn của cha mẹ. Nếu như mình không nhớ ơn nghĩa này thì sau này khi mình lớn khôn, mình sẽ quên ơn bội nghĩa. Cuộc sống con người mà đối với cha mẹ không có ơn nghĩa, không hiếu, như vậy thì con người này còn thua là cầm thú. Các con phải suy nghĩ đó. Dù cho chúng ta có nghèo cỡ nào đi chăng, nhưng cái đạo hiếu đối với cha mẹ đừng nên nghèo. Những đức nói câu này rất là nhiều lần. Cha mẹ dù có để của cải lợi cho tất cả các anh chị em khác, mình dù không có một cát bạc, nhưng nếu chúng ta được nuôi cha mẹ, đây là món tài sản lớn nhất của cuộc đời chúng ta được nhận. Đừng bao giờ nuôi cha nuôi mẹ mà chúng ta lại so đo tính toán. Nếu như mình có tâm như vậy thì mình là một con người quá tệ. Nhớ cái câu phụng dưỡng được cha mẹ, đây là món tài sản lớn nhất mà cuộc đời của mình được nhận. Người mà không được phụng dưỡng cha mẹ, đây mới là thiếu sót. Các con phải nhớ, dù các con có học thức bằng cấp gì đi chăng, nhưng đối với cha mẹ các con không quan tâm ngó ngàng đến thì các con không đáng mặt làm người. Khỏi cần nói đến bằng cấp này, sở học này. Nên những đức nói chuyện với một số các cháu, những đức nói rằng con người chúng ta thường là quên gốc. Còn nhỏ, chỗ đạo đức thì không chịu gầy dựng. Còn rất nhỏ bắt học tiếng Anh cho nhiều. Con người chúng ta bây giờ phần nhiều mong kiếm tiền cho nhiều. Tất cả cái học đều là mong kiếm tiền nhiều. Họ không nghĩ được rằng con người cần có tiền nhiều thì phải bắt tay vào chỗ nào trước nhất, đó là đạo đức làm người, lời nói chân thật, không gạt gẫm người khác. Đối với cha mẹ hết lòng phụng dưỡng thương yêu, đây mới là người có thể lập được sự nghiệp ở thế gian này rất lớn. Con người ta bây giờ người ta nghĩ rằng phải có cái sở học gì, phải có cái bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Nhật hay gì đó để người ta làm những cái việc gì đó khỏe để người ta kiếm được tiền nhiều. Nhưng cái nền đạo đức từ khi còn nhỏ không chịu lót. Như vậy thì cả đời của người này là lao theo vật chất. Vì sao xã hội chúng ta nhiều kiếp nạn từ đây mà ra? Bắt nguồn từ đây mà ra. Nên mỗi một người chúng ta phải nhận thức được chỗ này. Phải biết được kiếp nạn xảy ra là từ lòng người. Vậy thì
Mỗi một cháu quan trọng lớn nhất của cuộc đời chúng ta là gì? Là lót được cái nền móng đạo đức, biết ơn và đền ơn. Lúc chúng ta còn nhỏ nhỏ thôi, một câu ca dao thôi có thể giúp cho chúng ta trưởng thành và cả đời nương vào câu này để lập được sự nghiệp. Mà rất là nhiều người dù học thức cao cỡ nào cũng quên mất câu ca dao này, không làm được. Bạn có thể khè người ta bao nhiêu cái bằng cấp, bạn có thể nói tiếng Anh như gió, nhưng bạn vẫn không làm được một câu ca dao đơn giản khi lúc mới đi học một hai lớp đầu chúng ta đã nghe. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Bao nhiêu con người có bao nhiêu bằng cấp, bao nhiêu học vị đều không làm được một câu ca dao này. Không chi bạn nói tới bằng cấp kia thì có ý nghĩa gì? Giống như một cái nhà mà không có cái móng, bạn xây càng cao thì bạn càng té đau thôi. Cái nền móng của con người để đứng lên chắc chắn đó là gì? Đạo hiếu. Và nền móng xây dựng để mà chúng ta từ phàm phu làm bậc thánh là gì? Hiếu. Hiếu đạo. Đạo Phật là gì? Đạo hiếu. Tâm Phật là gì? Tâm hiếu. Chữ hiếu. Nếu như con người bỏ đi cái hiếu thì kiếp nạn đến chúng ta và cũng không học tập được cái gì hay đặc biệt cả. Vì sao? Vì đá đổ nền móng. Nên một đứa bé từ khi còn nhỏ gầy dựng cái gì quan trọng nhất? Đạo đức là người. Bắt tay vào từ chữ hiếu. Nên những đứa hỏi các cháu ở nhà cha mẹ la gầy có dậm chân dậm cẳng, nhăn mặt nhăn mày hay không? 10 đứa thì hết 9 đứa giơ tay. Hoặc là cha mẹ kêu tới có khi không trả lời, một chút thì nạt lại. Từ khi còn nhỏ cái thứ gì cũng nhờ cha mẹ, mà đã trở mặt sớm như vậy rồi, không chi là sau này nó lớn khôn, nó làm được tiền của, nó lo cho mình, thì nó dằn vặt mình cỡ nào quý vị. Đứa con này quý vị tự nhận thức, nếu trông chờ vào nó thì quý vị sẽ ngã ngửa, đúng không quý vị? Nên bây giờ mà nói mà sanh con mà nuôi con mà nói rằng là sau này con nuôi mình thì cái chuyện này coi chừng mình ngã ngửa. Có khi cả đời của người làm cha làm mẹ đều vì con, nhưng cuối cùng con thì không nghĩ đến cha mẹ. Việc này xã hội thì quá nhiều, nên kiếp nạn dãy đầy là từ phát sinh ra từ chỗ này mà ra. Nguồn gốc của bệnh hoạn là từ đây mà ra, từ lòng người mà ra. Có khi lúc còn nhỏ dù là nhà nghèo nhưng cha mẹ có được món đồ ăn ngon gì đều để cho con, để dành cho con, úp lại cho con. Nhưng sau này con không lớn thì có đồ ăn ngon nó úp lại cho vợ nó, hoặc nó úp cho con nó. Nó không nghĩ đến người làm cha làm mẹ. Vợ con thì gánh trên vai, cha mẹ thì để bên ngoài. Bao nhiêu con người bây giờ sống như vậy. Rồi nói tiếp điều y rang như vậy. Vì sao? Vì giọt nước trước nhiễu sao thì giọt nước sau nhiễu như vậy. Nên một gia đình muốn gầy dựng được cái hạnh phúc lâu dài thì cái giọt nước của người làm con này phải báo hiếu cha mẹ. Rồi tiếp tục con của họ sẽ báo hiếu cho họ. Rồi cháu của họ sẽ báo hiếu tiếp nối. Cứ báo hiếu như vậy. Quý vị phải nhớ rằng khi chúng ta bắt một cây thang, quý vị nhìn đi, phải từ dưới nó bước lên không quý vị? Đều là bước lên từ từ. Có nghĩa là mình làm con, chỗ quan trọng nhất là phụng dưỡng cha mẹ, chứ không phải là phụng dưỡng con mình. Cha mẹ mình cao hơn con, rồi con nhìn được cha mẹ mình làm như vậy thì sau này con của mình nó sẽ quan trọng là mình hơn con của nó. Nên mới nói là thấp bước lên cao là đúng.
Còn nếu như như xã hội bây giờ là cao bước xuống thấp, người làm ông bà cha mẹ thì đội con cháu trên đầu, đội con cháu trên đầu. Trong gia đình thì có món gì ăn ngon á thì để lại cho đứa bé nhỏ này trước nhất hơn ông bà cha mẹ. Như vậy thì nó là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại trong nhà này, nên đứa bé này nó chết yểu là phải. Dù nó có lớn khôn đi chăng nữa, sau này nó cũng là cái thứ mà phá làng phá xóm, làm tổn hại con người khác. Vì sao? Vì chính quý vị đội trên đầu sớm quá, nên cuối cùng thì đứa bé này nó chết yểu là phải, hoặc cũng eo ọ khó nuôi. Nên quý vị thấy con cưng là con hư không? Để ý đi, cưng mà không biết dạy nên hư. Nên từ nơi đó chúng ta phải nhận thức được cái việc đối với con cháu, món tài sản lớn nhất của ông bà cha mẹ để lại là cái gì? Là giáo dục. Còn chúng ta bây giờ nghĩ rằng món tài sản lớn nhất của mình để lại là tiền của. Đúng rồi, bởi vì quý vị còng lưng, chọc đầu, chạy chán, tại vì quý vị có cái nghĩ đó đó. Nếu như nghĩ rằng là giáo dục thì quý vị rất là sung sướng, rất khỏe. Vì để là nền giáo dục chỉ dạy người ta một cái nhân cách làm người để dựng được sự nghiệp. Quý vị chú trọng chỗ này người ta sẽ có sự nghiệp. Còn nếu như mình nghĩ rằng bây giờ có tiền của để lại cho con cháu mình, nó đỡ cực khổ, sau này nó có được sự nghiệp, nó khỏi cực khổ. Quý vị nghĩ như vậy nên cả đời quý vị phải cực khổ. Nói tiếp là cả đời người làm cha làm mẹ phải cực khổ. Vì sao? Vì cái suy nghĩ có của cải để lại thì con mình đỡ cực khổ. Nếu như đứa con này không động móng tay thì đứa con này có của cải đi chăng nữa cũng là cái thứ vô dụng. Cái ngân hàng trong tay quý vị thì phát triển, nhưng đưa ngân hàng cho nó thì sạc nghiệp. Vì sao? Vì thứ vô dụng. Nhiều con người bây giờ có góc độ rất là kém cỏi, tài sản mà đi đưa cho thứ vô dụng. Biết rằng trước mắt không được gì, như vậy mà cũng phải khổ cả đời để làm việc đó. Nên chúng ta là người thiếu trí tuệ. Người xưa vô cùng có trí tuệ, người ta đều rèn luyện con cháu người ta có một năng lực sống và làm việc. Đây mới là chỗ quan trọng. Còn mình thì dung dưỡng cho con cháu của mình khỏe, khỏi cần làm gì, nằm trên đống vàng để hưởng phước. Cuối cùng thì dù là tiền bằng nhà, vàng bằng núi, nó ăn giết cũng lỡ tiêu, nhưng mà không biết thương ai. Người ta nói có khổ mới hiểu khổ, có nghèo mới hiểu nghèo, có cực khổ có được đồng tiền mới hiểu được đồng tiền kiếm được là cực khổ. Thì con người chúng ta nó mới biết trân quý, mới biết trân quý. Thí dụ như bây giờ mình sử dụng của công của nhà nước để mình làm việc đi, mình phải nghĩ rằng cái của này là của có bao nhiêu con người đổ vô, bao nhiêu giọt mồ hôi đổ vô. Chúng ta xây dựng một cái gì, chúng ta làm một lỗ cống, như chúng ta bất cứ một cái gì chúng ta làm, chúng ta không có nghĩ rằng của này không phải của mình nên mình tùy tiện, mình muốn làm sao mình làm, hư thì mình đập mình làm lại, hư thì mình đập mình làm lại, hoặc mình không có chủ trương nó lâu dài, cần làm thì làm rồi ngăn phản đó mình cứ chi. Cái tâm con người mình như vậy là thiếu trách nhiệm. Nếu như một con người đã từng trải qua sự cực khổ để kiếm được đồng tiền, chắc chắn rằng con người này sẽ làm công việc này, người ta có sự tính toán rất là kỹ. Vì sao? Vì không phải tiền của mình làm ra, nhưng bao nhiêu con người làm cực khổ mới có được đồng tiền này. Nên chúng ta sử dụng đồng tiền này phải có một cái góc độ sâu sắc. Nếu như một đứa con mình nó chưa từng khổ đau khi kiếm được đồng tiền thì nó không hiểu được đồng tiền của bao nhiêu con người đổ vô là bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu là giọt máu. Như vậy thì nếu nó làm một cấp bậc này thì nó không biết gì, nó chỉ tùy tiện làm vì nghĩ rằng tiền đó cứ chi ra thôi, không hiểu gì hết. Còn nếu như một người đi tu mà chưa từng hiểu biết được sự kiếm tiền là khó khăn, là khổ, vì thì con người này họ xài tiền cũng không biết cách xài tiền luôn, dùng đồng tiền cũng không đúng mục tiêu luôn, phí phạm. Phí phạm dùng đồng tiền, mà có khi đồng tiền cần dùng cho người ta sống thì không dùng, mà đồng tiền đổ bỏ thì lại dùng. Đi ngược vấn đề không? Vì sao? Họ không hiểu, không có hiểu được cái đồng tiền.
À, quý vị biết rằng những đức đi tu, những đức thấy có những người, người ta làm có những cái làm xong đập bỏ, có khi đổ một cái xăng đổ bao nhiêu quần, tốn bao nhiêu đồng tiền, nhưng nói tiện tặng thì tiện tặng, nhưng tiện tặng không đúng nơi đúng chỗ, tạo ra một cái chỗ ở thì không có sử dụng gì hết, để cho cũ kỹ rồi tiếp tục sửa sang. Đây gọi là không hiểu về cái giá trị của đồng tiền nên mới làm như vậy. Quý vị phải nhớ rằng đồng tiền á, chúng ta sử dụng làm sao đúng mục đích, như vậy thì rất là đặc biệt. Nên con người phải cần trưởng thành, trải qua những sự khó khăn trong cuộc đời thì chúng ta mới hiểu được giá trị của đồng tiền. Và mình sống có những lúc mình rộng rãi vô cùng, đúng nơi đúng chỗ, có những lúc một cắt bạc chúng ta cũng không chi. Vì sao? Vì không cần thiết. Còn nếu như đây là con người cần, cho người ta cuộc sống, cho người ta niềm vui, đang cần, thì chúng ta vô cùng rộng rãi. Nhưng cái phí phạm dù một chút chúng ta phải tính toán cho kỹ. Hãy nhớ, chứ con người sống không phải là chỉ dạy chúng ta keo kiệt. Đối với bản thân mình thì tùy duyên mình có thể chịu khó, nhưng đối với con người mình có thể giúp đỡ cho người ta được tốt đẹp một chút, mình cảm thấy vui. Con người như vậy nhất định là có phước, có duyên tốt. Con người sống mà niệm niệm vì người thì người cũng sẽ niệm niệm vì mình. Nên có con cháu nên dạy như vậy. Đây là chỗ rất là đặc biệt quý vị. Quay về cái chỗ quan trọng nhất đó là gì? Con còn nhỏ, chỉ dạy cho con một nền đạo đức làm người. Mà chỉ dạy được lợi ích lớn nhất đó là người làm cha làm mẹ này, quý vị phải báo hiếu cho ông bà của cháu. Cháu sẽ nhìn thấy cha mẹ của mình đối với ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại rất đàng hoàng. Như vậy thì nó sẽ học theo quý vị. Lời dạy của quý vị dạy nhất định sẽ có trọng lượng. Thí dụ như bây giờ các cháu vô trong chùa, những đức tu cùng với các cháu, các cháu thấy những đức tu rõ ràng, những đức nói cái gì, những đức làm rõ ràng, theo quy trình rất rõ ràng. Có khi những đức chơi chung với các cháu rất vui, các cháu thấy rõ ràng. Có khi những đức rất nghiêm túc, các cháu thấy rõ ràng. Từ nơi đó mấy chục cháu ở trong chùa nghiêm túc đàng hoàng. Vì sao? Nó thấy mình rất rõ ràng. Nếu như mình bắt nó tu mà mình không tu vậy thì nó không tin, hiểu không? Đó. Còn mình khuyên các cháu hiếu thảo, nuôi dưỡng cha mẹ, nó thấy mình rõ ràng là nuôi bao nhiêu người già. Mình khuyên nó cuộc sống con người phải niệm niệm vì người, thì mình nghĩ cho các cháu nó được tốt đẹp thì nó tin tưởng. Phải nhớ. Nên từ cái hành động chúng ta mà chỉ dạy người ta. Nên muốn dạy cho con cháu được tốt đẹp thì cái hành động chúng ta đối với ông bà cha mẹ của mình, mình phải diễn cho thiệt đẹp. Như vậy thì các cháu sẽ tin tưởng mình. Đây là việc rất là quan trọng quý vị. Nên người làm cha làm mẹ dạy con là chính cái hành động quý vị, chứ không phải là văn tự gì hay đâu. Văn tự có khi làm cũng chưa được, nhưng mà cái hành động thật chắc á, mình đối với cha mẹ của mình quý vị nên diễn cho các con thấy, thì con của mình sẽ học theo mình y rang như vậy, sẽ đối xử với mình cũng như mình đối xử với cha mẹ mình. Việc này quan trọng lắm. Nên hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo là một cái nghĩa cử mà mỗi một con người chúng ta đều phải học tập, lót cái nền móng này để bước chân vào đời nó được tốt đẹp. Nó nguyện tam bảo gia hộ cho gia đình của các cháu luôn luôn sống an lạc vui vẻ trong thờ nhiều kiếp nạn này, trong cái lúc mà nhiều kiếp nạn này. Gia đình từ cha mẹ cho đến các cháu đi đứng nằm ngồi niệm thêm một câu A Di Đà Phật, hoặc là niệm Nam Mô Đệ Từ Đệ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Nên chân thật mà niệm Phật, niệm Bồ Tát. Nhờ cái nguyện lực của các ngài, có khi chúng ta gặp nặng quá nhẹ, gặp nhẹ quá không. Nhớ, cố gắng niệm Phật.
chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.